Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thị xã Mường Lây. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, niềm tự hào của thế hệ trẻ thị xã Mường Lây. Hội cựu chiến binh thị xã Mường Lây khắc ghi lời Bác dạy. Thưa quý vị và các bạn, 68 năm đã trôi qua, những âm hưởng ý nghĩa của bài học lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu vẫn còn vang vọng mãi. Chiến thắng này là niềm tự hào thôi thúc thế hệ trẻ hôm nay và cả mai sau nỗ lực cống hiến, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh xương máu của lớp lớp cha ông cho nền độc lập tự do của dân tộc. Dù sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước thống nhất, tuy không được chứng kiến thời khắc hào hùng của dân tộc, nhưng thế hệ trẻ thị xã Mường Lây hôm nay cảm nhận sâu sắc chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là niềm tự hào và là hành trang để tuổi trẻ tiếp bước. Dù sinh ra và lớn lên trong hòa bình, nhưng qua sử sách, hai em Hoàng Văn Duy và Điêu Thị Lệ Thu, học sinh lớp 11B2 ở trường Trung học Phổ thông thị xã Mường Lây, đã phần nào hiểu được tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện lịch sử trọng đại, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954. 68 năm về trước, khi xây dựng Điện Biên Phủ thành cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, thực dân Pháp tin chắc lòng chảo này sẽ nghiền nát quân đội Việt Nam. Nhưng quân đội ta đã giành chiến thắng lừng lẫy, qua đó khẳng định ý chí và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Các thế hệ học sinh hôm nay cũng hiểu rằng để góp phần vào sự thành công của những chiến thắng ấy, đã có biết bao tấm gương anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ là những người chiến sĩ giữ trọn tình yêu tổ quốc, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Được sống trong thời bình hôm nay, các em càng thêm tự hào, biết ơn và ý thức rõ trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong quá trình học tập thì em cảm nhận được những sự hy sinh anh hùng của các chiến sĩ Điện Biên Phủ đã mang lại hòa bình cho đất nước. Cách đây 68 năm về trước, những anh hùng Điện Biên đã đào khoét núi, đào hầm, dầm mưa để mang lại những chiến thắng vẻ vang. Ví dụ như anh hùng Tô Vĩ Diện đã dùng thân mình chèn pháo, anh Bế Văn Đàn đã dùng vai mình làm giá súng, và anh Phan Đình Giót đã xả thân dùng thân mình lấp lỗ châu mai. Bản thân em là thế hệ sau thì em sẽ cố gắng học tập, trở thành một công dân tốt để góp phần làm giàu cho đất nước. Sau khi được học và tìm hiểu rất nhiều về các cuộc kháng chiến của dân tộc ta, điển hình nhất ở đây là cháu thấy ấn tượng nhất là kháng chiến chiến dịch Điện Biên Phủ. Nó đã kết thúc 9 năm kháng chiến ròng rã của dân tộc ta, đã mở ra một trang mới cho cách mạng Việt Nam và chiến thắng thực dân Pháp xâm lược. Là một học sinh thì cháu cảm thấy rất là tự hào về điều này. Trong mỗi bài giảng lịch sử ở trên lớp, thế hệ trẻ hôm nay luôn được thầy cô nhắc đến về sự kiện lịch sử đặc biệt này, khơi dậy cho các em niềm tự hào và biết ơn công lao của các thế hệ cha anh, để từ đó sống có trách nhiệm của bản thân và xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và những người đã cống hiến cho cuộc kháng chiến năm xưa. Thầy cô giáo không những chỉ truyền đạt kiến thức cho học trò mà còn góp phần hình thành, hoàn thiện và phát triển nhân cách cho các em. Từ những kiến thức thầy cô trang bị trên lớp cùng với tìm hiểu trên sách báo, các phương tiện thông tin đại chúng đã giúp thế hệ trẻ hôm nay bồi đắp thêm lòng yêu nước và niềm tự hào, tự tôn dân tộc, ra sức học tập, phấn đấu là con ngoan trò giỏi để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Là một trong những giáo viên tham gia sự nghiệp mà chồng người của nhà trường nói riêng và của toàn tỉnh nói chung, thì hơn nữa là với tư cách là một giáo viên dạy môn lịch sử, với giữ cái vai trò là người cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai,
Tôi thấy rằng là qua những bài học, qua những bài giảng, đặc biệt là qua những bài học mà chúng tôi có xây dựng trên phần mềm PowerPoint, thì từ những hình ảnh minh họa, từ những thước phim lịch sử quý báu, chúng tôi đã truyền tải được cho các em về quá khứ hào hùng của dân tộc, đặc biệt là qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Và từ đó chúng tôi khơi gợi được cho các em cái lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, và giúp các em có niềm tin vào cuộc sống, vào sự tự do, sự độc lập, hòa bình của dân tộc. Và từ quá trình đó thì các em sẽ xây dựng nhân cách của mình, hoàn thiện con người mình, trở thành những công dân tốt, có ích cho gia đình, cho xã hội và cho đất nước, cùng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 68 năm đã trôi qua, lớp lớp các thế hệ cha ông đã chiến đấu hy sinh xương máu của mình để có được độc lập, tự do và hòa bình cho đất nước. Thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng, xây dựng Việt Nam giàu mạnh và văn minh, góp sức đưa dân tộc ta sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ hằng mong muốn. Giúp cho các bạn đoàn viên hiểu được ý nghĩa sâu sắc hơn về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, đoàn trường đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và các ngày lễ của lịch sử dân tộc. Tổ chức tuyên truyền về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5. Thông qua các hoạt động này thì giúp cho các em học sinh hiểu biết được rõ hơn tầm quan trọng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Từ đó sẽ giúp các em học sinh có những nhận thức đúng đắn hơn, xứng đáng với những hy sinh của các bậc cha anh trên mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ anh hùng. Trong điều kiện hiện nay, khi đất nước đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới, đồng thời cũng phải đương đầu với những nguy cơ và thách thức to lớn, thế hệ trẻ thị xã Mường Lai hôm nay đang ra sức rèn luyện, tâm sáng, trí trong, hoài bão lớn, có lý tưởng và đạo đức cách mạng, có lối sống văn hóa, ý chí tự tôn tự cường dân tộc, có năng lực tiếp cận và sáng tạo công nghệ mới, xứng đáng là lớp người kế cận xây dựng tương lai của đất nước. Để khẳng định được tinh thần, trí tuệ, lòng yêu nước của tuổi trẻ các dân tộc thị xã Mường Lai trên mảnh đất anh hùng Điện Biên Phủ và chào mừng chiến thắng Điện Biên Phủ thì Ban Thường vụ Thượng đoàn cũng đã xây dựng các kế hoạch tháng cũng như là các kế hoạch chuyên đề, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn, các hội đồng đội, liên đội trên địa bàn thị xã thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách cũng như là các cựu chiến binh các đã tham gia vào chiến thắng Điện Biên Phủ để khẳng định được là đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn cũng như là giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ dân tộc thị xã Mường Lai. 9 năm là một Điện Biên nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng. Có thể nói rằng từ Điện Biên Phủ đến ngày hôm nay là vạch nối dài, liên tục như hồi chuông ngân còn vang mãi giữa quá khứ, hiện tại và cả tương lai. 68 năm đã trôi qua và chiến thắng Điện Biên Phủ luôn là hành trang của những người trẻ trên con đường tương lai, đồng thời đặt cho họ trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tuổi trẻ thị xã Mường Lai đã và đang phát huy tinh thần tuổi trẻ xung kích, kế thừa và phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cựu chiến binh, các chú đã kinh qua một lịch sử vẻ vang với truyền thống oanh liệt của quân đội thì bất kỳ đi đâu, làm gì đều phải gương mẫu. Cựu chiến binh gương mẫu đã trở thành tên của phong trào thi đua xuyên suốt quá trình xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh cả nước nói chung, hội viên Hội Cựu chiến binh thị xã Mường Lai nói riêng và làm một bộ phận của phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của hội ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi, mời quý vị cùng theo dõi. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đã trở thành động lực để thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh thị xã Mường Lai phát huy truyền thống, phẩm chất người lính Cụ Hồ, tiếp tục cống hiến để góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Từ hai bàn tay trắng vươn lên làm kinh tế, cựu chiến binh Lò Văn Tắn đã nỗ lực vượt khó, không ngừng tìm tòi học hỏi để có được thành công như ngày hôm nay. Gần 20 năm trước, trên diện tích lúa hai vụ kém hiệu quả, anh chuyển sang đảo ao làm bể ươm cá giống. Những ngày đầu không ít khó khăn vất vả và cả những thất bại trong việc ươm giống cá.
Nhưng trải qua quá trình rèn luyện trong quân ngũ, không nản chí trước khó khăn, anh quyết định tự trau dồi kiến thức, học tập và chia sẻ kinh nghiệm với chủ các mô hình nuôi cá sống có hiệu quả ở nhiều nơi để tích lũy được kinh nghiệm như ngày hôm nay. Ban đầu anh Tán chỉ nuôi với diện tích nhỏ, sau một thời gian thấy việc nuôi cá sống đem lại hiệu quả nên quyết định cải tạo và mở rộng ao nuôi lên 8 ao với tổng diện tích 4.500 m² nuôi các loại cá sống nước ngọt như cá mè, cá trôi, cá chấm, rô phi và nuôi cá thịt. Anh Tán đầu tư hệ thống bể phòng ấp trứng cá để tự nhân giống cá bột từ các cặp cá bố mẹ nuôi sẵn trong ao. Mỗi năm bình quân anh Tán xuất bán ra thị trường từ 30 đến 40 vạn con cá giống và vài tạ cá thịt. Trừ chi phí, thu về hơn 140 triệu đồng tiền lãi. Nói chung là thất bại thì rất là nhiều. Ví dụ bây giờ làm cái mô hình cá đẻ này thôi. Lúc đầu thì mình không biết cách nào để mà mình nuôi con cá bố mẹ vố nó ra làm sao. Lúc nào mà cái kỹ thuật của mình cho đẻ, cái kinh nghiệm mình làm cũng lúc đầu nó cũng chưa được thành công lắm, cũng bị thất bại cũng là rất là nhiều, nhưng mà người ta nói là thất bại là mẹ của thành công, tức là mình cố gắng kiên trì để mà khắc phục những cái khâu mình còn chưa được ấy, thì dần dần rồi giờ đến nay thì nói chung là mình đã có kinh nghiệm đủ để mà sản xuất những con giống tốt cho bà con nhân dân để mà thả. Trong những năm qua, quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của các hội viên Hội Cựu chiến binh ở Mường Lay phát triển khá mạnh, tạo nên hiệu ứng quan trọng để từng bước nâng cao mức sống, giải quyết công ăn việc làm. Bằng các chính sách đầu tư hỗ trợ của nhà nước cùng với sự năng động nắm bắt tốt nhu cầu của thị trường, nhiều diện tích đất kém hiệu quả đã được các cựu chiến binh chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, cây rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều cựu chiến binh đã trở thành điển hình tiên tiến, được nhiều người biết đến với những cách làm hay, những mô hình kinh tế sáng tạo, hiệu quả. Sau tái định cư thủy điện Sơn La, gia đình cựu chiến binh Lã Văn Hạnh được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho mượn hơn 1.500 m² đất bãi ven sông Đà trong quy hoạch nhà nước chưa sử dụng đến để làm kinh tế. Sau 5 năm cần cù chịu khó, đất không phụ công người, hiện tại gia đình anh đang có 1.000 gốc hồng ngoại và hồng cắt cành, gần 100 cây đào, quất, chanh. Diện tích còn lại, anh trồng xen canh rau cao cấp và chăn nuôi. Nhờ ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật, trừ tất cả các chi phí, gia đình cựu chiến binh Lã Văn Hạnh cũng thu lãi mỗi năm từ 120 đến 130 triệu đồng. Khắc phục cái khó khăn về cái thổ nhưỡng, cái khí hậu thì gia đình tôi tập trung là kết hợp trong nhiều các cái lĩnh vực là trồng hoa, trồng cây màu, rau, thế rồi là cây cảnh, cây ăn quả. Và bên cạnh đó là kết hợp với chăn nuôi, lợn, gà, châu bò để chúng tôi lấy phân và xử lý để cho cải tạo cái đất cho nó đảm bảo trong quá trình thực hiện. Và hơn nữa là chúng tôi cũng mạnh dạn đầu tư cái nhà lưới, gọi là nhà lưới để coi như là hạn chế được cái khắc nghiệt của thời tiết, đảm bảo cho cái thành quả cái cây trồng vật nuôi. Những năm qua, phong trào cựu chiến binh gương mẫu luôn được Hội Cựu chiến binh thị xã Mường Lay phát động sâu rộng và triển khai có hiệu quả, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên cựu chiến binh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững ổn định chính trị tại cơ sở. Để thực hiện hiệu quả phong trào, cán bộ, hội viên cựu chiến binh thị xã Mường Lay đã tích cực gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của địa phương. Bên cạnh đó, hội thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên bằng nhiều hình thức khai thác, huy động, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn và ưu đãi. Từ đó, thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhiều hộ gia đình, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn. Cái địa bàn thị xã Mường Lay thì cũng có những cái thuận lợi, đất đai thì vẫn còn. Tuy nhiên là đối với đối tượng cựu chiến binh ấy, thì có cái khó khăn, bởi vì cũng không phải đồng chí nào hội viên là cũng có sức lao động. Bây giờ một số các con em thì lại hay đi làm xa, thế hội viên thì là tuổi thì cũng cao rồi, một phần là vốn để mà đầu tư đồng vốn vào các cái mô hình lớn thì cũng rất là khó. Chúng tôi cũng thường xuyên là tuyên truyền đối với anh em hội viên cựu chiến binh ấy, là
chủ yếu là phát triển kinh tế hộ gia đình để mà tự nâng cao đời sống. Và những đồng chí nào mà có điều kiện thì chúng tôi sẽ có thể là tác động với lại đảng ủy, ủy ban dân xã, phường để tạo điều kiện ở những cái khu đất mà chưa sử dụng đến thì có thể là hội cựu chiến binh xã vận động anh em phát triển những cái mô hình chăn nuôi, tăng gia, rồi là trồng hoa, cây cảnh để mà nâng cao đời sống. Có thể khẳng định bằng những hành động thiết thực, những hội viên Hội Cựu Chiến binh thị xã Mường Lây luôn xứng đáng với truyền thống bộ đội Cụ Hồ bất khuất, kiên trung, không chỉ trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà còn tỏa sáng trên hành trình xây dựng và phát triển kinh tế, trên tinh thần làm giàu cho mình, cho quê hương, để hình ảnh và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng. Thông qua việc học và làm theo Bác của hội viên cựu chiến binh đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, góp sức xây dựng quê hương Mường Lây ngày càng phát triển. Nội dung vừa rồi đã khép lại trang truyền hình cơ sở của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.